Emri xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Emri đang có mặt trên đường Ngô Quyền đây. Emri cũng xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì ngay đường Ngô Quyền này thì có một cái điểm mà nhấn ở đây. Ở đây là bên hông của bệnh viện. Một cái bệnh viện gọi là có rất là nhiều bệnh nhân nghèo ở đây. Đó là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì khu vực này xung quanh bệnh viện thì trước mặt đây gia đình chúng ta thấy là cái cổng cấp cứu của bệnh viện rồi, 24/24 đây. Thì khu vực này thì ở đây có một cái chung cư, thì xung quanh chung cư này thì kinh doanh buôn bán rất là sầm uất luôn. Thì để đi sẽ đi một vòng ha, để cho gia đình chúng ta thấy được là cái sự sầm uất của khu vực này đó. Thì đi đây, đây thì đi sẽ rẽ vào đó. Thì ngay khu vực chung cư này thì người bệnh, người ta bệnh nhân, thân nhân của người bệnh đã vào rất là nhiều. Ở đây thì chủ yếu là người ta khi mà ở trong cái phòng bệnh thì ngột ngạt đó, thì người ta sẽ ra khu vực này, người ta nghỉ ngơi thư giãn, ngồi uống cà phê rồi ăn cơm. Và ở đây thì người ta bán đủ luôn ha. Khu vực này thì bệnh ở đây thì cũng có cái nhà nghỉ nè, những cái phòng trọ cho bà con chúng ta phải nói là đi thăm bệnh thì người ta cũng nghỉ ở đây. Ở đây thì cả nhà mình nhìn thấy rồi đó, ngay chỗ cái bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đây. Thì đây cũng là một cái bệnh viện gọi là chuyên điều trị và các bệnh lao phổi nha. Bệnh Hồ Sàn thì rất là nổi tiếng rồi. Bệnh về lao phổi rồi vô đây thì điều trị rất là chất lượng. Kể cả quý cô chú anh chị mình mà có bị viêm họng, đau họng rồi, ho rồi kéo dài, muốn thuốc không hết. Đi bệnh viện khám bệnh viện khác thì không hết. Nhưng mà vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch này nha, khám bệnh và lấy thuốc và những loại thuốc đặc trị đi thì rất là mau hết luôn. Đây thì gia đình chúng ta thấy thì những người gọi là thân nhân của bệnh nhân đấy, thì giờ này là người ta ngồi ở đây thì để mà gọi là để mà chờ xin cơm á cả nhà mình. Chờ xin cơm do là bây giờ tình trạng khó khăn ở quê thì một hoàn cảnh thì kinh doanh làm nông không có nhiêu tiền, bệnh nặng nữa kéo dài đây nữa. Cho nên là bây giờ thì cũng sắp đến giờ gọi là phát cơm rồi. Cho nên là bà con chúng ta ngồi ở đây để chờ những cái mạnh thường quân đến để người ta gọi là chia sẻ yêu thương, nhường cơm xẻ áo, người ta sẽ phát cơm, phát nước, rồi phát một số gọi là vật liệu cần thiết để mà hỗ trợ cho bà con bệnh nhân nghèo ở đây. Thì đó, cả nhà mình nhìn thấy rồi đó. Bây giờ thì tình hình rất là khó khăn, cho nên là ngay chỗ cổng chính đây, cổng chính của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đây, thì cả nhà mình nhìn thấy đó, đó thì gần như bệnh từ ở các tỉnh lên rất là nhiều, và đa số người bệnh ở đây thì gia đình chúng ta biết rồi, bệnh lao phổi hay cái bệnh truyền nhiễm rồi, thì đa số những cái bệnh này là kéo dài lâu năm và kéo dài hàng năm luôn, cho nên là làm cho thứ nhất là sức khỏe suy kiệt nè, rồi tình trạng kinh tế thì cũng phải nói là thắt lưng buộc bụng, do là bây giờ là những bệnh này là cái bệnh kéo dài, cho nên là rất là tốn thời gian điều trị và tốn rất là nhiều tiền. Chính vì vậy mà bây giờ thì những cái hoàn cảnh ở đây thì mình nhìn thấy rất là tội cho bà con chúng ta phải chịu những cái căn bệnh như thế này. Rồi bây giờ thì tiếp tục nữa thì Ri sẽ mời gia đình chúng ta đi với Ri qua đây. Thì đây là bệnh viện truyền máu huyết học đây. Quận 5 này thì có rất là nhiều bệnh viện ha. Đó là bệnh viện truyền máu huyết học đây. Đó, đó là gia đình mình thấy đó. Khu vực này đây, chỗ đường Hồng Bàng này thì lúc nào cũng xe rất là đông. Đoạn này lý do là bây giờ là nhiều một cái cụm bệnh viện đây, bệnh viện gọi là truyền máu huyết học này, rồi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè, rồi bệnh viện Đại học Y Dược nè, bệnh viện Hùng Vương nè, nguyên một cụm đây luôn. Cho nên là thứ nhất là người bệnh nè, rồi học sinh nè, rồi người đi là đi đường đi ngang nữa, cho nên là làm cho cái khu vực này tình trạng kẹt xe là thường xuyên luôn đó. Thì đi một cái buổi sáng như thế này để gia đình chúng ta hình dung được là bây giờ thì cuộc sống bà con khó khăn như thế nào. Đây là cổng chính đây, đây là cổng chính của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó. Thì cả nhà mình thấy đó, cổng đây bệnh viện Ngọc Thạch đây đó, thì cổng số 2 ha đó. Thì
gần như luôn thì những người mà nuôi bệnh đây đi một vòng hồi nãy thấy là vẻ mặt họ là bơ phờ hết. Đó là những người nuôi bệnh, chưa phải là những người bệnh đó, mà vẻ mặt bơ phờ hết rồi. Ở đây thì đi thấy có nhiều biển số xe tỉnh, 61, 63, 60 nữa. Đó thì những cái biển số xe tỉnh này thì người ta chở bệnh nhân lên đây để khám bệnh, hoặc là người ta chở người nhà lên đây để thăm bệnh đó, rồi chờ xong rồi tới khi nào chiều thì người ta sẽ về lại. Đó thì cái đoạn này thì người ta cho đậu xe, cho nên là các xe được đậu ở đây. Đây cũng là một điều rất là tuyệt vời. Chứ mà nếu mà đây thì mà không cho đậu xe nữa thì các bác lại chạy đi rất là xa và kiếm chỗ đậu rất là cực luôn. Đó thì ngoài bệnh viện ra thì cả nhà mình thấy đó, thì ở đây còn có trường học Hùng Vương nữa nè, trường trung học phổ thông Hùng Vương nữa nè. Còn bên đối diện bên đường thì bệnh viện Đại học Y Dược đấy. Cho nên là gia đình chúng ta thấy là vừa trường học, vừa bệnh viện, vừa công ty, văn phòng nữa. Cho nên là khu vực này coi như là xuyên suốt luôn. Vậy là đường thì lúc nào cũng đông, cũng nghẹt hết. Cái lượng người và cái lượng cơ quan tập trung đây thì quá nhiều, làm cho cái tình hình là kẹt xe ở đây phải nói là cũng làm cho các anh cảnh sát giao thông rất là đau đầu luôn. Phải thường xuyên giải quyết cái hiện tượng kẹt xe ở đây. Đó thì ngay đây thì có một cái trung tâm thương mại đây, Hùng Dương Plaza. Hùng Dương Plaza thì sau một thời gian cải tạo, sửa chữa thì bây giờ cũng mới khánh thành lại đây. Rất là đẹp ha. Ở đây thì bán tất cả các loại luôn. Ở đây thì cũng là một cái siêu thị lớn rồi. Về thời trang, về ẩm thực, về tất lần tật. Và phía trên nữa thì gọi là nhà ở ha, nhà ở thương mại. Thì trước mặt bên đường đây là bệnh viện Hùng Vương rồi. Đó thì khu vực này là bệnh viện rất là nhiều. Bây giờ đi sẽ rẽ qua bên đây, rẽ lại để gia đình chúng ta thấy là khu vực này bây giờ thì nó như thế nào. Đó thì ngay đây thì đại học, đây là Đại học Y Dược nha. Đây là khoa giảng dạy cho sinh viên ở đây, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khu vực này thì đường Hồng Bàng này gia đình chúng ta nhìn này. Có nhiều công ty, nhiều cửa hàng người ta buôn bán, gọi là đầy ắp luôn, gọi là xuyên suốt đầy dãy ở đây. Rồi bây giờ thì khu vực này gọi là lượng xe cũng rất là đông nữa. Thì để đi sẽ mời gia đình chúng ta đi tiếp ha. Đây thì phía này là chỗ khoa sư phạm của Đại học Y Dược đấy. Bên đây phải gia đình chúng ta thì ở đây thì chuyên đào tạo sinh viên. Thì sinh viên Đại học Y Dược thì cả nhà mình thấy đó, học nhiều khi thì 5 năm, 7, 6 năm, 7 năm mới ra trường. Đó thì tùy theo ngành nữa, tùy theo ngành và mức độ khó hay dễ nữa. Thì gia đình chúng ta thấy học, cái thời gian học thôi là tốn bao nhiêu tiền rồi. Cái thật sự mà nói những cái bạn mà nhà, không phải mình nói như thế nào, nhưng mà cái hoàn cảnh mỗi người mỗi khác á. Những người mà nhà nghèo á, thì học ở đây rất là khó. Tại vì cái thời gian về học thì nhà nuôi sao mà nổi, dài quá, rồi tốn rất nhiều tiền nữa, rồi ra trường rồi để xin việc, được việc làm cũng rất là khó khăn nữa. Hình như là phải thực tập đâu một năm, phải làm thí công cho bệnh viện hay một năm hay ba năm gì đó thì mới được cấp cái chứng chỉ hành nghề. Gia đình chúng ta thấy là khó trăm bề luôn, rất là khó luôn. Đó thì ngay cổng bệnh viện thì lúc nào cũng đông như thế này đây, phải nói là luôn luôn quá tải như thế này đó. Thì mình vào bệnh viện thì gia đình chúng ta thấy là đi khám bệnh thôi mà từ ở quê lên mà nguyên buổi sáng là không xong. Khám không có xong luôn, quá trời bệnh luôn nè. Cả nhà mình thấy đó, khám không có xong. Đó thì nghẹo nghẽo người bệnh như thế này đây. Không khám không kịp thì phải có uống vào chiều. Buổi chiều về thì lại đây lấy cái xét nghiệm. Cho nên là nhiều khi là từ ở tỉnh lên khuya đã đi rồi, sáng sớm đã có mặt ở đây rồi, nhưng mà vẫn khám không kịp. Do là xét nghiệm rồi nữa, với người đông nữa, cho nên là bắt buộc là phải tồn động đến buổi chiều đó để vào mà lấy kết quả xét nghiệm rồi mới đi lấy thuốc. Cho nên là rất là cực nữa. Thì tất cả các bệnh viện hiện tại thì đang ở trong cái tình trạng quá tải, mà hiện tại thì không biết như thế nào, nhưng mà các bệnh viện ở tuyến tỉnh thì người dân người ta gọi là không tin tưởng cao, người ta phải tin tưởng vào cái bệnh viện ở thành phố này hơn.
Cho nên là bây giờ chúng ta thấy giờ này mà tất cả các người bệnh, người khám bệnh rất là nhiều luôn đó, thì cả nhà mình thấy đó, rất là đông đi khu vực này đây, người nằm viện, người mà khám chữa bệnh ngoại trú nội trú coi như là đầy hết luôn đó, thì để đi sẽ rẽ vào đường Đặng Thái Thân này. Ở đây thì xe thì ở đây là có người khám bệnh không đó, tức là những bãi xe ở trong bệnh viện là nó quá tải rồi, thì người ta tiếp tục người ta gửi phía ngoài thế này, mà cả nhà mình nhìn thấy đó gọi là quá trời luôn nè, nghẽo nghẽo hết luôn đó. Thì vào đây bệnh xung quanh bệnh viện thì chúng ta lại thấy một cái hiện tượng đó là tiệm thuốc tây ha, tiệm thuốc tây gọi là đầy ắp luôn, chỗ nào cũng tiệm thuốc tây nè, rồi ở đây người ta cũng bán đồ ăn uống đồ trong đây. Trong căng tin thì cũng có bán đồ ăn nữa, nhưng mà trong căng tin nhiều khi ở trong bệnh viện thì người ta lại nhột miệng, người ta ăn gọi là không có mạnh miệng, cho nên là người ta cũng phải đi ra cái khu vực phía ngoài này đây để ăn uống đây, nghỉ ngơi. Thì đó, cả nhà mình nhìn thấy là bây giờ những cái bệnh viện ở khu vực quận 5 chúng ta, quận 5 thì có rất là nhiều bệnh viện, ở thành phố chúng mình chúng ta thì tất cả các quận huyện thì gần như là quận 5 là có nhiều bệnh viện nhất đó. Thì ở đây người ta cũng bán hàng rong còn khá là nhiều, mặc dù bây giờ là bệnh viện cũng đã tranh thủ mở tất cả các cổng rồi, bố ba bên bốn phía hết, nhưng mà quá tải cái lượng người thì quá đông, lượng bệnh thì như thế này đây, cả nhà mình nhìn thấy nè, bệnh viện nè, cái lượng bệnh là khám chữa bệnh là trong bệnh viện lúc nào cũng là người gọi là kẹo nhẽo hết trơn. Phải nói đó, bây giờ thì càng về sau, càng về cuối năm thì cái tình trạng gọi là bệnh của người dân càng ngày càng tăng, không có thấy chiều hướng giảm mà thấy có chiều hướng tăng thôi. Đây thì đi sẽ rẽ vào bên này thì ngay chỗ mấy chung cư này thì người ta cũng chuyên về giữ xe cho người ở xung quanh chung cư luôn, rồi giữ xe cho cái người dạ không cái này đi ra ngoài đúng không anh? Rồi, vâng, giữ xe cho những cái người ta khám chữa bệnh ở đây nữa. Thì ở đây là gia đình mình thấy đó, bây giờ quận 5 mình nó khủng khiếp như thế này đây đó. Thì đi một vòng để gia đình chúng ta hình dung được ngay chỗ cái chung cư này đây, ngay chỗ đây là chung cư Tảng Đàn, ngay chỗ điện máy Chợ Lớn đây. Cái đây là mặt sau của điện máy Chợ Lớn, thì để đi một vòng mình lên mặt trước của điện máy Chợ Lớn để gia đình chúng ta hình dung được cái khu vực này như thế nào đó. Siêu thị điện máy Chợ Lớn này, khu vực kho hàng này đó, thì để đi sẽ đi ha, đi một vòng để gia đình chúng ta hình dung được là khu vực quận 5 này thì cũng rất là nhiều cái chung cư đây, nhưng mà bây giờ thì tình trạng như thế này thì rõ ràng là cái việc kinh doanh buôn bán của bà con ăn theo bệnh viện, nhưng mà bây giờ thì cũng khá là ít rồi. Ngày xưa là bán hàng gọi là tràn lan luôn, nhưng mà bây giờ thì cũng đã dẹp nhiều rồi, cho nên là cũng thu gọn được bớt, chủ yếu là những cái con đường xung quanh đây thôi đó. Thì đi lên trên này để gia đình chúng ta nhìn thấy đây, khu vực này thì tất cả những cái xe mà gia đình chúng ta thấy đậu ở đây là đều phải trả phí hết nha. Của bên đây có những cái người ta thầu những cái bãi xe này, không phải là vô đây là muốn đậu đâu là đậu, phải có gọi là có người có địa bàn hết đó, thì đều phải tốn phí. Thì ngay khu vực đây thì điện máy Chợ Lớn đây, điện máy Chợ Lớn thì bây giờ thì ngày xưa điện máy Chợ Lớn thì quá nổi tiếng, gọi là lớn nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh này luôn. Bây giờ thì điện máy Chợ Lớn vẫn là nắm cái vị trí là lớn, nhưng mà bây giờ khách khứa thì không có, rất là vắng khách như thế này đây. Mình nhìn vào cả một cái siêu thị điện máy Chợ Lớn như thế này, hoành tráng như thế này mà kiếm đỏ mắt mới ra được một khách đó, thì rất là căng ha. Đó thì bây giờ thì không biết là như thế nào, nhưng mà cả nhà mình thấy đó, càng về cuối năm thì tình hình gọi là kinh tế chúng ta thì có những cái gọi là rất là bi đát luôn, tình trạng phá sản nè, bệnh tật kéo dài như thế này. Và đây là con đường Tảng Đà đây, đường Tảng Đà thì trước mặt của quý cô bác anh chị và các bạn đó là giao lộ của Tảng Đà và Nguyễn Trãi. Thì đây có một cái nhà hàng rất là nổi tiếng, đây là nhà hàng Hai Lúa. Ngày xưa nhà hàng Hai Lúa thì cực kỳ nổi tiếng rồi, nhưng mà bây giờ thì nó cũng eo xèo luôn. Nhà hàng lớn gì nhưng mà rất là vắng khách, do tình hình kinh doanh kinh tế thì bây giờ quá ảm đạm rồi, cho nên là cũng rất là thê thảm luôn.
để ghi sẽ đi thêm một cái dãy đô này ở Tảng Đà. Khu vực này thì nổi tiếng về ăn uống nè, rồi tất lần tật luôn. Kinh doanh đây thì quán nhậu đồ rất là nhiều, những chung cư ở đây. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì gia đình chúng ta thấy đó, thì cái tình hình mà về cái luật cảnh sát giao thông đó, khi mà uống rượu bia tham gia giao thông, uống rượu bia thì không được lái xe, cho nên là phạt rất là nặng, phạt nồng độ cồn tới 7 triệu đồng. Cho nên là khi mà lỡ mà uống rượu mà chạy ra đường bây giờ là rất là dễ bị phạt luôn, cho nên là không dám nhậu đó. Thì không biết là như thế nào, thì các quán nhậu thì người tức là chính phủ và nhà nước vẫn cho người dân người ta nhậu, nhưng mà để đảm bảo an toàn thì nhậu là không được lái xe, phải đi bây giờ là đi phương tiện bằng xe ôm công nghệ hay là xe gáp ô tô gì đó để đi nhậu để an toàn đó. Thì cũng có những cái bất tiện nhất định, khi mà đang đi xe máy mà chạy về cất xe đi nhậu chắc vợ nó chửi cũng nghe cũng là gục mặt luôn đó, cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà bắt buộc là phải quy định là chúng ta phải chấp hành đó. Thì đoạn này ngày xưa thì nổi tiếng cực kỳ luôn nè, còn bây giờ thì nhìn vắng tẻo teo như thế này luôn nè. Khách khứa buôn bán thì bây giờ là đa số cái mặt bằng này, những cái mặt bằng gọi là đắc địa ngay ngã ba ngã tư giờ cũng phải đóng cửa luôn đó. Thì những cái quán cà phê này, ở đây thì cả nhà mình thấy ăn trưa đồ nè, quán bún cá lẩu đồ thì gần như là vắng te le luôn nè. Những tiệm sửa xe đồ bây giờ là làm không có ăn nữa, vắng quá trời vắng rồi đó. Thì đi hết một đoạn này luôn để gia đình chúng ta ra tới là đại lộ Võ Văn Kiệt đây đó, khu vực này cả nhà mình thấy đó. Bây giờ thì tình hình chung rồi, tất cả các nơi đều rất là vắng như thế này luôn. Clip của đi đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.